Thị trường ô tô đầu năm 2023 đang trải qua giai đoạn ảm đạm về sức mua, nhưng không vì thế mà kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của các hãng ngừng lại. Trong tháng 4 này, có rất nhiều sản phẩm mới từ phổ thông cho tới hạng sang sẽ trình làng. Mời mọi người cùng Xế Cương điểm qua những cái tên này nhé! Bảo vệ liên tục ngay từ khi khởi động. Casco Magnetec. Dù vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng website của Skoda dành cho thị trường Việt Nam đã có thông tin hứa hẹn một màn ra mắt trong tháng 4 này của thương hiệu ô tô đến từ Séc. Nhà máy lắp ráp của Skoda cũng đã được xây dựng tại khu công nghiệp Việt Hưng, Quảng Ninh. Theo kế hoạch được công bố, Skoda sẽ đem về 4 dòng xe cho Việt Nam, bao gồm Octavia, Superb, Karoq và Kodiaq. Hiện chưa rõ hãng Skoda sẽ ra mắt những mẫu xe nào trong tháng 4 này, chỉ biết chắc chắn rằng hai mẫu xe Skoda Karoq và Kodiaq sẽ nằm trong danh sách trình làng. Vì mới đây, những hình ảnh tại trung tâm đăng kiểm khí thải xe mới ở Hà Nội của hai mẫu xe trên đã bị lộ diện, cho thấy hai mẫu SUV đang hoàn thành những thủ tục cuối cùng để mở bán tại Việt Nam. Skoda Kodiaq thuộc phân khúc SUV hạng D với 3 hàng ghế, lần đầu được giới thiệu trên toàn cầu vào năm 2016 và đang ở thế hệ đầu tiên. Kodiaq là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Skoda trên toàn cầu. Sự xuất hiện của mẫu xe góp phần mang đến sự lựa chọn mới cho người tiêu dùng ở phân khúc crossover hạng trung, đồng thời tạo áp lực cạnh tranh lên các đối thủ như Mazda CX-5, Volkswagen T1 hay Peugeot 3008. Xe có chiều dài cơ sở 2.791mm. Về Việt Nam, nhiều khả năng Kodiaq sẽ dùng động cơ xăng tăng áp 2.0, công suất 188 mã lực, mô men xoắn cực đại là 320 Nm và hộp số ly hợp kép 7 cấp tương tự cho mẫu tại thị trường Ấn Độ. Hiện giá bán của mẫu xe này vẫn được giữ kín, nhưng có thể sẽ nhỉnh hơn Tucson, CX-5 và Sportage một xíu. Nhỏ hơn Kodiaq một chút là Skoda Karoq nằm ở phân khúc crossover hạng C, bắt đầu được sản xuất từ năm 2017 và cũng đang ở thế hệ đầu tiên. Về kích cỡ, chiều dài cơ sở 2.688mm của Karoq sẽ nhỏ hơn so với mặt bằng chung các mẫu SUV hạng C, đồng thời tương đương với một số mẫu SUV đô thị như Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V. Skoda Karoq tại Việt Nam có thể sẽ dùng động cơ xăng TSI 1.5 lít với công suất tối đa 147 mã lực và mô men xoắn cực đại là 250 Nm. Động cơ này đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 7 cấp. Hai mẫu xe này đều có những trang bị nội thất chung như bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hoặc 9,2 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, trợ lý ảo Laura và cập nhật bản đồ phần mềm qua Wi-Fi. Trang bị an toàn của hai mẫu xe cũng khá tương đồng với 9 túi khí, hệ thống phanh tự động sau va chạm, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, phanh khẩn cấp trong thành phố, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, nhận biết biển báo giao thông và hỗ trợ đỗ xe. Tuy có phần xa lạ tại Việt Nam nhưng Skoda là thương hiệu ô tô có tiếng trên thế giới, thuộc sở hữu tập đoàn Volkswagen và hiện đang mở bán tại hơn 100 quốc gia. Hiện tại, Skoda đang xây dựng nhà máy lắp ráp tại Quảng Ninh theo thỏa thuận hợp tác cùng TC Moto. Vào hồi cuối năm ngoái, hãng VinFast đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu xe điện hạng A VF5 Plus mới. Hiện tại thì dự kiến trong tháng 4 này, VinFast VF5 Plus sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam và được giao cho khách đặt cọc. Trong thời gian qua, những chiếc VinFast VF5 Plus với đủ màu sắc cũng liên tục bị bắt gặp trên đường phố Việt Nam. So với phiên bản concept, phiên bản thương mại đã thay đổi một số chi tiết ngoại thất như đèn pha, vành la răng và tạo hình trong đèn hậu. Mẫu xe điện hạng A sẽ được trang bị đèn pha projector LED với tính năng tự động bật tắt, vành hợp kim 17 inch phối hai màu cũng như nẹp trang trí hình chữ V trên đầu xe và phía sau. Mẫu SUV hạng A được trang bị một động cơ điện có công suất tối đa là 100 kW, tương đương 134 mã lực, mô men xoắn cực đại 135 Nm cùng hệ dẫn động cầu trước. Xe sử dụng bộ pin lithium có dung lượng 37,23 kWh. Cho quãng đường di chuyển sau một lần giặc đầy lên tới hơn 300 km. Bên trong VinFast VF5 Plus là ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng, vô lăng vắt đáy thể thao chỉnh cơ 2 hướng, tích hợp phím chức năng, bằng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, núm xoay chuyển số, cổng sạc 12V, cổng USB, phanh tay chỉnh cơ, cửa sổ lên xuống một chạm ở ghế lái, điều hòa tích hợp màng lọc bụi PM2.5 và hệ thống âm thanh 4 loa. Về tính năng an toàn, VinFast VF5 Plus được trang bị đầy đủ những công nghệ tiên tiến như giám sát hành trình cơ bản, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ đỗ xe phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giám sát áp suất lốp, v.v.
Tại Việt Nam, VF5 Plus có giá 458 triệu đồng nếu không kèm pin và 538 triệu đồng nếu kèm cả pin. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ thay thế VinFast Fadil, trở thành mẫu xe quốc dân cỡ nhỏ bán chạy nhất trong thời gian sắp tới. Theo thông tin từ đại lý, BMW X7 bản nâng cấp facelift 2023 sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong tháng 4 này. Đây là mẫu xe được nhận đặt cọc từ lâu và nay đã được chốt hai phiên bản gồm M Sport và Pure Excellence. Có giá bán dự kiến là 6 tỷ 299 triệu và 7 tỷ 399 triệu đồng. Như vậy, so với đối thủ Lexus LX600, mẫu SUV hạng sang cỡ lớn này có giá bán rẻ hơn khá nhiều. Ở phiên bản nâng cấp, BMW X7 được trang bị lưới tản nhiệt quả thận đôi cỡ lớn và hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe, tương tự 7 series mới. Tại Việt Nam, mẫu xe này dự kiến chỉ có nội thất 7 chỗ, đi kèm với thay đổi lớn là màn hình đặt nổi trên mặt táp lô, gộp chung giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm, thay cho kiểu tách riêng như bản cũ, cần số chuyển sang dạng nút lẫy, tất cả đã tạo nên một phong cách lạ lẫm so với những chiếc BMW từng có trước đó. X7 mới vẫn giữ nguyên động cơ 3.0 i6 nhưng hiệu suất gia tăng, xe đạt công suất 375 mã lực, mô men xoắn cực đại là 519 Nm, tăng 40 mã lực và 71 Nm giá trị mô men xoắn. Đồng thời, xe cũng được trang bị hộp số 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Đó là những thông tin đáng chú ý trong Xế Cưng News ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, nhớ like, share và subscribe cho Xế Cưng nhé. Bye bye!